hiểm mình trả nhiều tiền lắm đó. Anh nói là không cần đâu, bảo hiểm đến thì công an sẽ đến. Lúc nãy anh uống hơn nửa chai rượu, em muốn anh bị xử lý tội lái xe trong tình trạng bị say xỉn đúng không? Chỉ cần có một người chịu trách nhiệm. Nè, sao cô vội vàng hấp tấp vậy chứ? Nói tóm lại là trước đây con yêu Ân, bây giờ càng yêu và sau này càng yêu hơn nữa. Con muốn cưới Ân làm vợ. Ân, anh xin lỗi em. Anh hứa đây là lần cuối anh phải để em rơi nước mắt gì anh. Chỉ cần nói chuyện đó có lợi cho con, Ân nhất định sẽ thực hiện bằng mọi giá. 8 năm anh cố gắng như vậy mới đến được đây, mới đến được chỗ này. Anh không muốn ngồi tù, anh thật chết chứ không muốn ngồi tù ơi. Anh thật chết chứ không muốn ngồi tù ơi. Còn tương lai của em thì sao? Tương lai của em là anh. Anh tốt đẹp, em cũng sẽ tốt đẹp. Vào tối 24 tháng 6, trong khoảng thời gian từ 21 giờ 20 tới 22 giờ, cô có lái chiếc xe này đi trên đường số 8 hướng về thành phố không? Tôi có. Bảy năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hàng tuần trên Vion.